Là đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Đây là Đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Xin kính chào quý thính giả và các bạn. Mời quý thính giả và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Giang. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Mèo Vạc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Đông tặng quà người cao tuổi và người nghèo tại huyện Vị Xuyên. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng quà cho người cao tuổi tại huyện Đồng Văn. Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tham dự hội trợ quốc tế thương mại du lịch Trung Việt và lễ hội văn hóa đá quý tổ mẫu lục lần thứ nhất tại Thiên Bảo Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tỉnh Hà Giang được chính phủ hỗ trợ 40 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 2. Huyện Liên Minh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua trồng cây vụ đông và triển khai phòng chống đói rét cho đàn gia súc năm 2014. Đề án gắn giáo dục với dạy nghề tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xến Mẩn. Mục điểm tình hình thời sự trong tuần. Cuối chương trình là chuyên mục Hà Giang qua báo chí trong nước số tháng 9 năm 2014. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 tại huyện Mèo Vạc, tỉnh ủy Hà Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có đồng chí Vương Mỹ Vàng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thảo Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Hà Giang, Nguyễn Trung Tài, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy Tại buổi lễ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Trung Tài đã công bố quyết định của ban thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động đồng chí Nguyễn Cao Cường thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Mèo Vạc nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2014. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động đồng chí Nguyễn Chí Thường thôi tham gia ban chấp hành ban thường vụ, thôi giữ chức phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Tư pháp. Trao quyết định và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Vương Mỹ Vàng nhấn mạnh, công tác luân chuyển, điều động cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên của ban thường vụ tỉnh ủy. Trong đợt điều động luân chuyển này, ban thường vụ tỉnh ủy đã xem xét, cân nhắc, và quyết định dựa trên năng lực công tác sở trường của các đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh vương mỹ vàng mong muốn các đồng chí được điều động bổ nhiệm khi nhận nhiệm vụ mới nhanh chóng nắm bắt công việc nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được sao cùng với tập thể lãnh đạo đơn vị mới giữ gìn mối đoàn kết nội bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành của địa phương ngay sau lễ công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 8 bất thường để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân, cho thôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân đối với ông Nguyễn Chí Thường và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2011-2016. Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc đã tiến hành bỏ phiếu Ông Nguyễn Cao Cường đã được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc nhiệm kỳ 2011-2016 nhân dịp quốc tế người cao tuổi mùng 1 tháng 10 và ngày vì người nghèo 17 tháng 10 năm 2014, chiều ngày 28 tháng 9, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã đi thăm hỏi tặng quà người cao tuổi và người nghèo tại thị trấn Việt Lâm, xã Việt Lâm, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, xã Phong Quang, huyện Vị Xuyên, cùng đi có lãnh đạo cấp ủy chính quyền địa phương, tin của phóng viên Ngọc Hải. Thăm hỏi tặng quà người cao tuổi gồm bà Nguyễn Thị Xin, 100 tuổi, thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, Nguyễn Thị Xá, 85 tuổi, thôn Trung Sơn, xã Trung Thành. Hoàng Thị Thọ, 90 tuổi, thôn Bản Mán, xã Phong Quang. Các hộ nghèo gồm Lâm Thị Khăn, tổ 11, thị trấn Việt Lâm. Hoàng Văn Sâm, thôn Hát, xã Việt Lâm. Lèn Văn Đức, thôn Tàn, xã Trung Thành tặng quà tại các gia đình người cao tuổi, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã động viên và chúc các cụ cao tuổi sống lâu, sống khỏe, sống có ích, luôn là tấm gương sáng trong việc dạy bảo con cháu chấp hành và thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực thi đua phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình và xã hội. Đối với các hộ nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, việc làm và đời sống của các hộ nghèo động viên các gia đình tiếp tục khắc phục khó khăn lao động sản xuất, không ngừng nỗ lực vươn lên trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời đề nghị cùng với sự quan tâm của đảng nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nghèo để họ thoát nghèo một cách bền vững. Ngày 27 tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã đi tặng quà cho người cao tuổi và hộ nghèo nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1 tháng 10 và Ngày Vì người nghèo 17 tháng 10 tại huyện Đồng Văn. Cùng đi có lãnh đạo huyện Đồng Văn. Tin của phóng viên Hồng Duyên. Đến thăm tặng quà của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh cho các cụ cao tuổi Sùng Dũng Nhù, thôn Dình Lũng, Vàng Mỹ Hờ, thôn Nhiều Lũng Phìn, xã Tả Phìn, phần A Thùng, thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn và các hộ nghèo Vàng Thị Mỹ, thôn Mà Lũng, xã Tả Phìn, Chảo A Hòa, thôn Lài Cò, Su A Pên, thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình. Chúc các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng, là niềm tự hào cho con cháu. Mong muốn các cụ chỉ dạy con cháu thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với các hộ nghèo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn, ngoài sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, thì các hộ cần phải cố gắng, chịu thương, chịu khó, thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, do đó giảm nghèo. Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng đề nghị các ủy chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới người cao tuổi và người nghèo, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên trong cuộc sống, lao động, phát triển kinh tế gia đình. Bản tin của chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả và các bạn, như tin chúng tôi đã đưa, nhận lời mời của chính phủ Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam Trung Quốc, ngày 27 tháng 9, đoàn đại biểu tỉnh Á Giang Việt Nam đã tham dự hội trợ quốc tế thương mại du lịch Trung Việt 2014 và lễ hội văn hóa đá quý Tổ Mẫu Lục lần thứ nhất năm 2014 tại Thiên Bảo, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đoàn do đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng đi có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 7 huyện thành phố của tỉnh Hà Giang. Dự khai mạc hội trợ có lãnh đạo một số tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Tin do phóng viên Đình Anh đi theo đoàn gửi về. Hội trợ quốc tế thương mại du lịch Trung Việt năm 2014 và lễ hội văn hóa đá quý tổ mẫu lục lần thứ nhất được tổ chức tại Thiên Bảo, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc lần thứ 10, nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác 2012-2015 giữa tỉnh Hà Giang Việt Nam và Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc hội trợ quốc tế thương mại du lịch tại hai bên phối hợp luân phiên tổ chức trong 10 năm nay với quy mô ngày càng mở rộng đã có phần thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên ngày càng phát triển. Đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Châu Văn Sơn Vân Nam Trung Quốc tổ chức lễ hội văn hóa đá quý tổ mẫu lục tại Thiên Bảo nhằm giới thiệu quảng bá về mỏ đá quý mới được phát hiện tại Malifor. Và theo đánh giá của các nhà khoa học, mỏ đá quý này có đến 10 niên đại. Chính phủ tỉnh Vân Nam đang đề nghị nhà nước Trung Quốc đặt điểm trưng bày đá quý tổ mẫu lục tại huyện Malifor. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc hội trợ, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Việt Nam nêu rõ: Những năm gần đây, cùng với tình hình kinh tế xã hội của hai bên không ngừng được cải thiện, quan hệ giao lưu và hợp tác giữa hai bên đã không ngừng phát triển và ngày càng đi vào thực chất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Việt Nam mong muốn dưới sự ủng hộ của đảng và chính quyền hai bên cùng với các điều kiện thuận lợi khác như đường giao thông của hai bên không ngừng được cải thiện cửa khẩu thanh thủy thiên bảo được nâng cấp lên thành cửa khẩu quốc tế hệ thống thanh toán biên mậu đã được các ngân hàng của hai bên thiết lập hội trợ quốc tế thương mại du lịch của hai bên cũng như lễ hội văn hóa đá quý tổ mẫu lục của huyện malifor cho văn sơn sẽ là sân chơi để các doanh nghiệp của hai bên giới thiệu quảng bá sản phẩm tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển nâng cao đời sống nhân dân đồng thời đây cũng sẽ là sân khấu cho nhân dân các dân tộc hai bên giao lưu văn hóa văn nghệ giới thiệu và tìm hiểu các nét văn hóa đặc sắc giữa tỉnh hà giang việt nam và châu văn sơn tỉnh vân nam trung quốc về phía tỉnh hà giang sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với phía châu văn sơn tỉnh vân nam tổ chức thành công các kỳ hội trợ quốc tế thương mại du lịch trong những năm tới Hội trợ quốc tế thương mại du lịch Trung Việt năm 2014 và lễ hội văn hóa đá quý tổ mẫu lục lần thứ nhất năm 2014 sẽ được tổ chức trong 7 ngày, từ ngày 27 tháng 9 đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2014. Quy mô hội trợ bao gồm 5 khu với khoảng 700 gian hàng, trưng bày các đồ đá quý tổ mẫu lục, đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, các gian hàng tìm kiếm giới thiệu việc làm. Tại hội trợ lần này, các doanh nghiệp phía tỉnh Hà Giang Việt Nam sẽ tham gia trưng bày gần 100 gian hàng với các sản phẩm chủ yếu trong lĩnh vực nông lâm nghiệp như đồ gỗ gia dụng, chè và các sản phẩm khác mang đặc trưng và thế mạnh về sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp của Hà Giang. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định trích 195 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để hỗ trợ 12 địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 2 và mưa lũ. Cụ thể, tỉnh Lạng Sơn được hỗ trợ 50 tỷ đồng, tỉnh Lào Cai 10 tỷ đồng, tỉnh Hà Giang 40 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 10 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 15 tỷ đồng, tỉnh Bắc Cạn 5 tỷ đồng, tỉnh Cao Bằng 10 tỷ đồng, tỉnh Tuyên Quang 5 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 10 tỷ đồng, tỉnh Bắc Giang 5 tỷ đồng, thành phố Hải Phòng 20 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ninh 15 tỷ đồng. Số kinh phí trên hỗ trợ cho các địa phương để cứu trợ dân sinh, khôi phục sản xuất, sửa chữa và khôi phục cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, công trình thủy lợi và giao thông nông thôn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chịu trách nhiệm quản lý sử dụng số kinh phí trên đảm bảo đúng mục đích, đối tượng và theo quy định hiện hành. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sử dụng nguồn ngân sách địa phương để hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, thủy sản vùng bị thiệt hại do thiên tai theo quyết định 49 ngày mùng 8 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Yên Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua phát triển cây vụ đông và phong trào phòng chống đói rét cho gia súc vụ đông năm 2014-2015. Cộng tác viên Phạm Tuyên và Mai Thức đưa tin. Trong những năm gần đây, do biến động bất thường của thời tiết, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Minh, dẫn tới diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng giảm. Do đó, việc đẩy mạnh gieo trồng cây vụ đông là một giải pháp tích cực để bù lại diện tích, sản lượng cây trồng bị thiếu hụt. Ngay sau hội nghị sơ kết nhiệm vụ sản xuất 6 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh đã giao chỉ tiêu cụ thể từng loại cây trồng vụ đông cho các xã thị trấn để chủ động trong công tác triển khai, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện. Tổng diện tích gieo trồng là 3.600 hecta trong đó cây khoai tây là 100 ha, cây khoai lang 210 ha, rau màu các loại 2.800 ha, đậu các loại là 456 ha. Bên cạnh phong trào thi đua trồng cây vụ đông, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống đói rét cho đàn gia súc, triển khai giả soát thống kê chuồng trại nhốt gia súc đối với các hộ chăn nuôi để có những giải pháp cụ thể, nhất là đối với các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ cho bò sinh sản. Việc phòng chống đói rét cần chú trọng nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ các xã thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức của người dân, cũng như những cách làm hiệu quả như che chắn chuồng trại kín gió, giữ ấm cho đàn gia súc, giữ chữ thức ăn tinh cho gia súc vào những ngày giá rét. Tại lễ phát động, Thường trực Ủy ban nhân dân 18 xã thị trấn cùng các ngành phụ trách đã tiến hành ký kết giao ước với Ủy ban nhân dân huyện Yên Minh về phong trào trồng cây vụ đông và phong trào chống đói rét cho đàn gia súc vụ đông năm 2014-2015. Các đại biểu tham dự lễ phát động đã tiến hành trồng rau ngoài thực địa theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại thôn Nà Tèn, thị trấn Yên Minh. Mô hình trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp này không chỉ giải quyết được nhu cầu rau an toàn mà còn góp phần giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người trồng rau tại địa phương thực hiện kế hoạch tuyên truyền luật an toàn giao thông đến các em học sinh trên địa bàn huyện Quản Bạ, đội cảnh sát giao thông quan huyện Quản Bạ phối hợp với trường trung học phổ thông huyện Quản Bạ vừa tổ chức buổi tuyên truyền về luật giao thông đường bộ cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Tin của cộng tác viên Hà Vân và Hoàng Tâm. Tham gia buổi tuyên truyền có gần 800 cán bộ giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông Quản Bạ. Tại đây, Cán bộ đội cảnh sát giao thông huyện đã phổ biến luật giao thông đường bộ, các nghị định của chính phủ và quy định của Bộ Giao thông Vận tải về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, thông tin thời sự về tình hình tai nạn giao thông ở huyện quản bạ trong thời gian qua, thông qua buổi tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhà trường và đặc biệt là học sinh về trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là về hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Từ đó chung tay hạn chế, đẩy lùi tình trạng học sinh vi phạm luật an toàn giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Sau buổi tuyên truyền, giáo viên và học sinh của trường Trung học phổ thông Quản Bạ đã ký cam kết không vi phạm luật giao thông đường bộ. Thưa quý thính giả và các bạn, để thực hiện có hiệu quả đề án 844 của Ủy ban nhân dân tỉnh gắn giáo dục với dạy nghề cho học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên. Ngay từ đầu năm học 2014-2015, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện sín Mẩn đã tổ chức các buổi tuyên truyền ngoại khóa thông qua văn bản tuyển sinh để học viên nắm được mục đích ý nghĩa của đề án. Qua đó phân luồng học sinh, góp phần đào tạo được nguồn lao động có chất lượng, chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế địa phương. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Tâm và Quang Tuyên. Năm học 2014-2015, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Diễn Mần có 346 học viên với tổng số 20 lớp, trong đó có 9 lớp học văn hóa và 11 lớp học nghề. Đối với các lớp học nghề, trung tâm chủ yếu là đào tạo các ngành nghề phù hợp với trình độ của học viên cũng như sát với nhu cầu thực tế của địa phương như nghề lâm sinh, thú y, kỹ thuật xây dựng, trồng cây lương thực. Từ đó giúp các học viên trong thời gian học tập tại trung tâm có thể áp dụng kiến thức vào trong sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. Em vàng Thị Dương lớp 12A, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Xín Mần Tâm Sự. Em đang học ở trung tâm giáo dục thường xuyên Xín Mần Em học ở đây, em học văn hóa gắn liền với học nghề, em học nghề trong cây lương thực thực phẩm. Qua học nghề thì giúp được ít rất nhiều cho em trong cuộc sống và lao động sản xuất cho gia đình. Em Giàng Xeo Vàng, lớp 12A, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Xí Mần chia sẻ. Em học xây dựng, em hy vọng rằng sau này ra trường rồi em có thể về và xây dựng những cái công trình nhỏ cho gia đình. Nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đa dạng các lớp học nghề, trong những năm qua, trung tâm đã chủ động cử giáo viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng của tỉnh, tiến hành phối hợp liên kết với các cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh như trường cao đẳng nghề Hà Giang, trường cao đẳng công nghệ và nông lâm Phú Thọ. Bên cạnh đó, trong năm 2014-2015, trung tâm đã huy động 100% học sinh khối lớp 10 kết hợp học văn hóa và học nghề, góp phần đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ông Vương Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Diễn Mẩn cho biết trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục điều tra nhu cầu học viên gắn với nhu cầu địa phương và tiếp tục đào tạo các nghề chủ yếu là các nghề nông nghiệp và hướng tới là mở lớp dược liệu và các mã ngành mới với sự quan tâm nỗ lực của trung tâm cùng sự tích cực chủ động của các học viên trong việc phối kết hợp giữa học văn hóa và học nghề sẽ giúp các học viên sau khi ra trường không chỉ có kiến thức văn hóa mà còn có kỹ năng nghề cơ bản qua đó sẽ tạo được nguồn lực lao động có chất lượng cho tỉnh và xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của địa phương cũng như của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Mục điểm thời sự trong tuần. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong tuần trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang, thu hút đông đảo thính giả quan tâm. Sau đây chúng tôi xin điểm lại một số sự kiện nổi bật qua mục điểm thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 27 tháng 9, phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban quý 3 năm 2014, chương trình xây dựng nông thôn mới, Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt cũng như kết quả mà các cấp, các ngành đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong thời gian qua đồng chí đề nghị các ngành các huyện thành phố cần ra soát đánh giá một cách thực chất các mô hình cách làm hiện nay đặc biệt là việc thành lập tổ sản xuất quỹ phát triển thôn các mô hình sản xuất cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân thực sự là chủ thể trong chương trình xây dựng nông thôn mới khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy cơ sở nhất là đảng ủy các xã trong công tác chỉ đạo thực hiện và tham gia xây dựng nông thôn mới điều chỉnh định hướng về nguồn lực, xây dựng cơ chế chính sách phục vụ cho cải tạo, dồn điền đổi thừa, tiếp tục quy hoạch sản phẩm địa phương, nâng cao chất lượng dạy nghề. Các huyện cần chủ động tự tạo nguồn lực, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cần thay đổi căn bản toàn diện cách lập kế hoạch có sự tham gia của người dân. Trong 2 ngày từ 22 đến 23 tháng 9 tại huyện Hoàng Su Phì, Trung tâm khuyến nông quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Hà Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phi tổ chức diễn đàn Khuyến nông A Còng nông nghiệp chuyên đề giải pháp phát triển đậu tương hàng hóa vùng cao phía Bắc. Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Vương Mỹ Vàng nhấn mạnh, tỉnh Hà Giang xác định đậu tương là cây trồng mũi nhọn. Ngay từ năm 2011, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án phát triển cây đậu tương hàng hóa tập trung giai đoạn 2011-2015. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết 47 2012 trong đó có nội dung hỗ trợ công nghiệp chế biến sản phẩm từ nông nghiệp với các chính sách kích cầu cây đậu tương không ngừng tăng nhanh về diện tích sản lượng trở thành một trong những cây trồng mũi nhọn giải quyết công an việc làm tạo thu nhập ổn định cho người dân chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh mong muốn qua diễn đàn sẽ có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp cho việc phát triển cây đậu tương của hà giang và các tỉnh phía bắc tại diễn đàn các đại biểu trình bày tham luận kết quả nghiên cứu về giống kỹ thuật canh tác đậu tương cho vùng miền núi phía bắc giải pháp phát triển đậu tương hàng hóa, kết quả thực hiện mô hình khuyến nông về sản xuất cây đậu tương hiệu quả. Sáng ngày 23 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 năm 2014. Phiên họp nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, xem xét, cho ý kiến và thông qua các tờ trình. Tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí báo cáo đánh giá tác động môi trường tờ trình của Sở Nội vụ về việc ban hành nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đối với tờ trình của Sở Tài chính về việc ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 theo nghị định số 42, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính chỉnh sửa, tính toán lại trên cơ sở chỉ rõ mục tiêu phân bổ vào một lĩnh vực cụ thể, không phân bổ giàn trải, có thể ưu tiên đầu tư cho việc cải tạo đồng ruộng thông qua dồn điền đổi thừa. Sau khi hoàn thiện, báo cáo thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua trước khi trình kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh. Với tờ trình của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đề án nâng cấp trung tâm dạy nghề huyện Yên Minh thành trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Yên Minh. Các đại biểu dự họp thống nhất không thông qua và đề nghị xây dựng lại đề án kỹ hơn để trình các phiên họp sau. Trong tuần ngày 23 tháng 9, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã có buổi làm việc với Ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhằm nắm bắt tình hình thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Thay mặt đoàn công tác, ông Phạm Trung Tuyến, vụ trưởng, trưởng văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đánh giá cao sự quan tâm thực hiện chính sách của tỉnh Hà Giang và đề nghị trong thời gian tới, Hà Giang cần xây dựng chương trình kế hoạch phát triển nhà ở cụ thể hơn nữa, cũng như việc xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động của ban chỉ đạo tỉnh khi xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cần gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông Phạm Trung Tuyến cũng đề nghị Hà Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số chương trình hỗ trợ nhà ở trọng điểm của chính phủ khi kiến nghị với trung ương cần kiến nghị những vấn đề đặc thù phù hợp với tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cũng trong tuần ngày 24 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết chương trình phát triển công nghiệp thủy điện khai khoáng và chế biến. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định những đóng góp của công nghiệp thủy điện, khai khoáng và chế biến vào sự tăng trưởng của tỉnh trong những năm qua là rất quan trọng. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu để bổ sung vào bản dự thảo báo cáo trình tình ủy trong thời gian tới. Đây là bản báo cáo trình tình ủy để xây dựng các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu bản dự thảo báo cáo cần đánh giá từng lĩnh vực một về công tác lãnh chỉ đạo, kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm cho từng lĩnh vực. Đặc biệt, Bản dự thảo báo cáo phải bám vào định hướng của Trung ương là đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển để đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn 2016-2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng yêu cầu các ngành chức năng cần rà soát lại công nghiệp khai khoáng trên địa bàn, kiên quyết xử lý những doanh nghiệp không đủ điều kiện trong việc khai thác và chế biến khoáng sản xác định lại tốc độ tăng trưởng cơ cấu nền kinh tế của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 và định hướng về công nghiệp thủy điện khai khoáng trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi mục điểm thời sự trong tuần do biên tập viên Hải Hậu tổng hợp. Chuyên mục Hà Giang của báo chí trong Thưa quý thính giả và các bạn, mời quý thính giả và các bạn theo dõi chuyên mục Hà Giang qua báo chí trong nước số tháng 9 năm 2014. Trong thời gian qua, Hà Giang tiếp tục được các cơ quan thông tấn, báo chí dành sự quan tâm phản ánh qua các thông tin bài viết đáng chú ý. Trên báo vov.vn đã đăng trang trọng bài viết của tác giả Huy Nam về sự kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và tập đoàn GFS chuyên về đầu tư tài chính kinh doanh bất động sản, công nghệ cao và dược liệu đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình phát triển dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo ở 6 huyện 30A Hà Giang, tham dự lễ ký có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hà Giang được đánh giá là một trong những địa phương có thế mạnh, tiềm năng lợi thế để phát triển dược liệu, với hơn 1.000 loài dược liệu trên diện tích 8.000 ha. Tuy nhiên, việc quản lý phát triển dược liệu tại Hà Giang chưa được quy hoạch bài bản, chú trọng đầu tư. Chính vì vậy, văn bản chấp thuận của chính phủ cho tỉnh Hà Giang lập dự án trồng cây dược liệu gắn với xóa đói giảm nghèo tại 6 huyện trong chương trình 30A là Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn, Hoàng Su Phi, Xín Mần được xem là hướng đi đúng đắn để Hà Giang thực hiện công cuộc nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại lễ ký, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh dự án đầu tư của tập đoàn GFS về phát triển dược liệu trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đánh giá cao mối gắn kết giữa nhà nước, nhà nông, nhà khoa học trong việc triển khai chương trình hết sức có ý nghĩa này và khẳng định việc phát triển dược liệu tại Hà Giang không chỉ nâng cao cuộc sống người dân, doanh nghiệp được lợi mà còn có ý nghĩa ghi nhận những đóng góp của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đàm Văn Bông, trưởng ban an toàn giao thông tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo công an tỉnh triển khai biện pháp ghi hình, phạt nguội vi phạm giao thông trên toàn địa bàn. Đó cũng là nhan đề bài viết đăng trên trang Giao thông vận tải của tác giả Hồng Diêm. Từ ngày mùng 10 tháng 7 năm 2014 đến nay, sau khi được công an tỉnh trang bị camera Máy ảnh, phòng cảnh sát giao thông và công an thành phố các huyện đã đồng loạt triển khai thực hiện. Cảnh sát giao thông khi ghi hình đều không loại trừ ô tô hay xe máy, biển xanh hay trắng và mỗi trường hợp đều có các góc máy khác nhau để chứng minh rõ ràng nhất đối tượng và phương tiện vi phạm. Sau khi ghi hình, căn cứ biển số phương tiện trên hệ thống đăng ký, cảnh sát giao thông gửi thông báo vi phạm đến địa chỉ nhà. Nếu người vi phạm không đến chấp hành quyết định vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ đi cùng cảnh sát khu vực Đại diện tổ dân phố đến tận nhà thông báo vi phạm cho gia đình tuyên truyền và vận động. Trường hợp xe đã chuyển chủ sẽ xác minh qua chủ xe để tìm người vi phạm. Theo phòng cảnh sát giao thông Hà Giang, tính đến ngày 16 tháng 9 năm 2014, toàn tỉnh đã ghi hình gửi thông báo vi phạm tới 439 trường hợp, trong đó có 223 trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt, số còn lại tiếp tục được xác minh. Trấn ải cực Bắc của Tổ quốc, nơi có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị kinh tế văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh với trách nhiệm nặng nề được giao cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh hà giang không quản ngại khó khăn gian khổ gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc chung sức xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở giúp dân phát triển sản xuất nâng cao đời sống đồng thời đẩy mạnh công tác đối ngoại biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và là lá chắn nơi địa đầu tổ quốc bài viết của tác giả viết hà đăng trên báo biên phòng từ năm 2013 đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã thực hiện thành công 6 chuyên án, phát hiện và xử lý 232 vụ với 262 đối tượng mua bán tàng trữ, vận chuyển chất ma túy, tổ chức triệt phá 140 m2 diện tích trồng cây thuốc viện, khởi tố 4 đối tượng mua bán người, chiếm đoạt trẻ em, hai đối tượng tổ chức người trốn đi nước ngoài, xử lý 21 đối tượng vi phạm quy chế khu vực biên giới. Nhằm phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng Hà Giang đã thực hiện chương trình Phối hợp với các ban ngành của địa phương, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, hỗ trợ tư pháp cho nhân dân, tham gia củng cố kiện toàn tổ chức hoạt động của các hội ngành hướng về thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới, vận động đẩy mạnh phong trào quần chúng nêu cao cảnh giác, tham gia tự quản đường biên cột mốc và an ninh trật tự xóm bản. Đơn vị còn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, tổ chức tốt các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới nhất là việc duy trì các cuộc tiếp xúc giữa bộ đội biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng, thông qua đó tăng cường hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai bên biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị cùng phát triển, phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các đường dây tội phạm xuyên quốc gia. Thưa quý thính giả và các bạn, để thu hút khách tạo cảnh quan cho vùng Cao nguyên đá, mới đây Hà Giang đã đưa vào quy hoạch vùng tam giác mạch cho 19 xã của huyện Đồng Văn và vùng Cao nguyên đá. Bài viết được đăng trên trang dân trí của tác giả Minh Phan. Các xã được quy hoạch trồng đó là Phố Cáo, Dùng Là, Lũng Táo, Ma Lé, Lũng Cú, Đồng Văn và Thái Phiên Tùng. Diện tích trồng tại các xã nêu trên tối thiểu là 1 hecta trở lên, đảm bảo tương đối liền vùng, liền khoảnh, cùng thời vụ. Trên nương không có cây trồng khác xen vào tam giác mạch, bờ mương được dọn sạch sẽ, có lối hướng dẫn cho du khách đến chụp ảnh, quay phim. Huyện sẽ hỗ trợ kỹ thuật trồng và tiền mua giống, phân bón là 1 triệu đồng 1 hecta một vụ. Đây được xem là một trong những loài hoa đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Và nơi đây cũng là địa danh trồng nhiều hoa tăm rắc mạch nhất của các tỉnh miền núi Tây Bắc Và cũng là năm thứ hai, Hà Giang có cơ chế hỗ trợ nhân dân trồng hoa tăm rắc mạch tạo cảnh quan thu hút khách du lịch Quý thính giả và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Hà Giang qua báo chí trong nước Số tháng 9 năm 2014 của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Giang Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả và các bạn Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bản tin dự báo thời tiết Bản tin dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 9. Khu vực công viên điện chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực di tích quốc gia sụ bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay do Hải Hậu biên tập cùng các phát thanh viên Thu Hiền, Nguyễn Hùng, Như Quỳnh cùng kỹ thuật viên Bích Huệ phối hợp thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào.